Dạ có thầy ơi. Vâng. Xem. Và cái nhớ cái hình lên được chưa các bạn? Dạ thấy rồi ạ. Cái lớp tổng số có bao nhiêu bạn tất cả mà bây giờ mới thấy có hai ba bạn lên nè. Bạn nào lớp trưởng nhỉ? Dạ, 4 lớp là khoảng 800 bạn đó thầy. Vâng, tôi cảm ơn bạn. Thế thôi được, cứ bao nhiêu thì chúng ta học bấy nhiêu đó nhé. Bây giờ nghĩa vụ của tôi là dạy, còn nghĩa vụ của các bạn là học. Thế nếu mà Dạ. các bạn, vâng, các bạn mà nếu mà không muốn học thì thôi, thì đấy là tùy nhá. Thế còn cứ đến giờ là tôi cứ lên lớp thôi con. Thế thì hôm nay chúng tôi sẽ lên lớp hai bài, một bài về độc học và một bài về sinh lý lao động, đó cái lý thuyết về cái sinh lý lao động, cái mệt mỏi trong lao động. Thế thì cái độc học thì chúng ta nói về cái nhiễm độc trì vô cơ. Thì các bạn đã có những cái khái niệm về độc học chưa? Các bạn có khái niệm về các cái chất độc không? Có bạn nào phát biểu xem nào? Dạ Các bạn đã, thầy, các bạn đã, mấy bài trước thì cô có nói qua về những cái chất độc nhưng mà chưa có hiểu rõ cái cơ chế hay là cái gì, chỉ hiểu là có vâng biết là nhiễm độc chất này chất kia thôi à. vâng Dạ vâng không liệt kê. thì chất độc thì nó có rất nhiều loại, cái chất độc vô cơ, chất độc hữu cơ, cái hóa chất, rồi các cái chất độc hóa chất sinh học, cái chất độc sinh học. Thế thì hôm nay thì cái bài mà nhiễm độc trì ấy, thì bản thân trì nó cũng có hai loại, là cái loại trì vô cơ và trì hữu cơ. Thế nhưng mà cái nhiễm độc chủ yếu bây giờ chúng ta nói đến là cái nhiễm độc trì vô cơ. Thế còn có một cái chất mà trì hữu cơ mà trước đây chúng ta cũng có bị nhiễm độc, nhưng bây giờ nó gần như là chúng ta không sử dụng nữa, cho nên là cho nên tôi sẽ chủ yếu đi vào cái nhiễm độc trì vô cơ. Cái chất mà chúng ta hiểu là cái trì hữu cơ là thế nào không ạ? Dạ không. Vâng, thì chúng ta bây giờ chúng ta phải bắt đầu từ những cái gọi là cái thế nào là chất vô cơ và chất thế nào là chất hữu cơ. Thế thì thông thường chúng ta thấy là gì? Trước đây chúng ta học thì cái mà các cái chất hữu cơ thì đầu tiên nó phải có cái gốc gì? Canxi, hydrocarbon này. Hydro carbon. À quên quên xin lỗi, carbon, hydro, oxy, đúng không ạ? Thế rồi sau đấy nó có thể là có nitơ, có phốt pho, có lưu lưu huỳnh vân vân. Thì đấy là những cái mà gọi là chất hữu cơ, và nhưng cơ bản cái đầu tiên là phải có cái carbon và hydro. Thế thì cái trì vô cơ, tức là cái trì nó cũng phải nằm trong, nó phải có các cái nằm trong cái công thức mà nó có cái carbon và hydro. Thế thì đấy thì chúng ta hiểu cái và cái trì hữu cơ ấy, thì chúng ta biết là trước đây là chúng ta sử dụng cái xăng xăng có pha trì để mà nó làm cho cái dễ cháy nổ, dễ dễ gọi là dễ dễ cháy. Thế thì cái việc mà dùng xăng pha trì thì trì ở đây nó là trì hữu cơ, và cái trước đây nó có cái khi sử dụng xăng pha trì thì rất là độc. Thế thì hiện nay thì là
cái này đã bị cấm sử dụng và người ta đã thay các cái chất khác, các cái phụ gia khác ở trong cái xăng. Thế cho nên là bây giờ thôi, cho nên là chúng ta chủ yếu chúng ta nói về cái chỉ hữu cơ. Thế còn giữa chỉ vô cơ và chỉ hữu cơ thì chúng ta thấy là cái chỉ vô cơ, cái chỉ hữu cơ thì nó độc và các cái triệu chứng nó nặng hơn. Thế thì đầu tiên chúng ta cũng nói về chì là một kim loại mềm, nặng, màu sáng nhạt, với tỷ trọng riêng 11,34, nóng chảy ở 327 độ C, điểm sôi là 1525 độ C, thì bắt đầu bay hơi ở 400 đến 500 độ C. Và khi nhiệt độ càng cao thì lượng chì bay hơi càng nhiều. Thế thì cái chì là một kim loại sử dụng rất phổ biến ở trong cuộc sống của chúng ta. Trước đây chúng ta còn thấy là các cái vỏ kem đánh răng người ta cũng dùng chì để mà kết hợp kim chì để mà làm cái vỏ kem đánh răng thì nó mềm. Đấy. Rồi các cái ống nước. Thế nhưng mà do là cái sau này cái tính chất độc của nó cho nên người ta phải thay thế bằng các cái chất khác. Thế và cái độ nóng chảy của nó rất thấp, 327 độ C. Và ở 400, 500 độ C thì nó đã bắt đầu bay hơi rồi. Thế thì khi mà chỉ bay hơi thì nó sẽ nhanh chóng oxy hóa thành cái oxit chì, ngưng tụ dạng xoan khí và những cái hạt rất nhỏ bay lơ lửng trong không khí. Thì đây là những cái mà để mà tạo điều kiện mà nếu mà chúng ta mà hít phải thì chúng ta cũng sẽ nhiễm chì. Thế chì kim loại đấy thì các cái việc mà sử dụng chì thì chúng ta đã nói đến và hiện nay thì chủ yếu là ở cái trong ngành y chúng ta vẫn sử dụng để ngăn chặn các cái tia X trong các cái phòng X quang. Thế còn trước đây công nghiệp in của chúng ta thì các cái chữ sắp chữ cái in ở các cái nhà máy in là cái chữ bằng chì. Thế và các cái công nhân ở các cái nhà máy in ngày trước đây là như cái nhiễm độc chì rất là nhiều. Đấy. Thế thì thế hiện nay thì cái công nghệ in thì chúng ta biết cũng đã thay đổi. Người ta không còn sử dụng các cái khuôn in bằng chì nữa. Mà bây giờ công nghệ in chúng ta biết là tất cả sách và giấy báo chí bây giờ chủ yếu in bằng laser. Thế chì và các cái hợp chất của chì rất độc. Thế hàng ngày bình thường thì một người hấp thu một lượng chì từ 0,1 đến 0,5 mg qua thức ăn và nước uống. Thế tức là điều này có nghĩa là gì? Chúng ta thấy rằng là trong thực phẩm và trong nước uống của chúng ta ăn uống hàng ngày nó vẫn có một cái lượng chì rất là nhỏ. Chứ nhưng mà nếu mà nó ở cái mức nhỏ thì nó sẽ không gây cái ảnh hưởng gì đến cơ thể vì nó sẽ là cái lượng vào và cái lượng ra nó sẽ có một cái sự cân bằng, nó thải ra và nó không ứ động trong cơ thể. Cái lượng chì huyết bình thường khoảng 20 đến 40 microgram trên 100 ml và thải qua nước tiểu với cái là 100 microgram trên 24 giờ. Thế trong công nghiệp thì chì được dùng dưới các cái dạng quặng chì, chủ yếu là sunfua chì hay còn gọi là galen đấy, các hợp kim chì như thiếc và antimon đấy được làm các cái chữ in sắp trong công nghiệp in trước đây đấy. Còn các oxit chì thì dùng trong các cái sơn chống rỉ. Thế rồi người ta dùng để chì để pha màu, rồi trong ngành dược cũng sử dụng chì và trong nông nghiệp các cái thuốc diệt côn trùng người ta cũng sử dụng đến chì. Thế các cái nghề tiếp xúc với chì thì chúng ta biết là đầu tiên là phải nói đến những cái
công nhân khai thác chế biến quặng chì và các cái phế liệu có chì, rồi cứ thu hồi chì cũ, rồi những cái công nhân luyện lọc đúc rát mỏng chì và hợp kim chì, tức là cái gia công chế biến đấy, rồi các cái hàn mạ bằng hợp kim chì, rồi các cái công nhân chế tạo cắt xén đánh bóng các cái vật liệu chì và hợp kim chì, rồi đúc chữ sắp chữ in bằng hợp kim chì, chế tạo sửa chữa ắc quy, rồi điều chế sửa chữa các cái oxit chì và muối chì, pha chế sử dụng sơn vernix, mực in matit, rồi ngay cả kể các cái công nghiệp, các cái đồ gốm, người ta sử dụng các cái chì trong các cái chất trắng men in hoa. Thế chì có thể xâm nhập cơ thể qua ba con đường. Thì đầu tiên chúng ta nói đến cái đường tiêu hóa, thì cái đường tiêu hóa nãy chúng ta đã nói đấy, tức là bình thường chúng ta cũng trong qua thực phẩm, qua nước uống nó cũng có một cái lượng nhất định. Và nếu mà ví dụ như là các cái thực phẩm nước uống mà bị ô nhiễm chì thì chúng ta cũng sẽ bị nhiễm chì. Thế còn cái đường mà chúng ta hay nói đến là cái đường hô hấp, tức là cái hơi chì do chúng ta hít thở không khí có bụi chì. Thế rồi đường qua da thì cái đường này thì ít gặp, do chúng ta chỉ có thể là gặp phải khi mà da bị xây sát và có tiếp xúc với lại các cái bụi chì. Thế thì và khi vào cơ thể, chì được giữ lại một phần ở gan và phần lớn qua mật và theo phân bài tiết ra ngoài. Nhưng mà nếu chì xâm nhập quá nhiều thì sẽ vào máu và rồi được thải qua thận và nước bọt. Thế phần tích lũy tại cơ thể sẽ đọng ở gan, lách, thận, lông tóc và hệ thống thần kinh, đặc biệt là các cái đầu xương và răng dưới dạng chì triphosphat, tạo nên dấu hiệu răng viền chì. Đấy thì chúng ta chú ý những cái dấu hiệu răng viền chì thì sau này chúng ta sẽ nói. Tức là đây là cái thể hiện của những cái ứ động, cái dạng chì ở trong cơ thể. Thế và chì ở trong cơ thể thì nó liên quan đến cái quá trình khi mà nó vào trong cơ thể, nó sẽ ức chế các cái men để mà trong cái quá trình tổng hợp hem ở trong ti lạc thể. Thế để nó làm cho cái quá trình này bị gián đoạn. Thì cái sơ đồ giai đoạn tổng hợp hem chúng ta xem ở đây để chúng ta sẽ hiểu cái tác dụng của cái chì. Thế thì đầu tiên là có ở trong cái chu trình Krebs thì chúng ta biết có cái quá trình tổng hợp hem thì nó có cái succinyl coenzyme cộng với glycine tạo thành delta amino levonelic acid, tức là chúng ta gọi là đắp ALA đấy. Thế và qua một loạt chúng ta từ cái ALA này nó xuống cái PGB thì nó được xúc tác bởi cái men delta amino levulinic dehydrasa. Thì cái men này nhớ phải có cái men này thì cái delta amino levulinic acid nó mới chuyển hóa được sang cái PGB. Thế thì nếu mà trong trường hợp mà cái men delta amino levulinic dehydrasa bị trì ức chế hoạt tính thì cái quá trình này nó sẽ không diễn ra, và khi quá trình này không diễn ra thì nó sẽ dư ra một cái lượng delta amino levulinic acid, và cái tức là cái ALA này, cái delta ALA này, và cái delta ALA này khi nó dư ra thì nó sẽ được thải qua nước tiểu. Và nếu mà chúng ta xét nghiệm nước tiểu mà thấy một cái lượng dư lượng của cái delta ALA này thì có nghĩa là một cái dấu hiệu gián tiếp để chúng ta biết rằng là cơ thể chúng ta đã bị nhiễm chì. Đấy thì cũng tương tự các cái cơ chất xuống dưới
nó cũng sẽ bị dư ra. Và chúng ta có thể xét nghiệm thêm một loạt các cái cơ chất dưới, nhưng mà chủ yếu ở đây chúng ta chỉ nói cái chúng ta hiện nay trong cái chẩn đoán xét nghiệm, chủ yếu người ta dùng cái xét nghiệm cái delta alanine. Và ngoài ra thì có thể là xét nghiệm máu, nhưng mà chỉ máu, nhưng mà đây thì hoặc là chỉ niệu, nhưng mà đây chúng ta đang nói đến cái quá trình tổng hợp hem và dư ra các cái cơ chất, thì để mà chúng ta biết là cái xét nghiệm gián tiếp đối với lại cái tình trạng nhiễm độc trì. Thế thì cái hemoglobin vận chuyển oxy trong cơ thể thì được tạo thành bởi sự kết hợp giữa hem và globin. Thế thì chúng ta biết là hemoglobin là do hem và globin tạo thành. Thế và cái quá trình tổng hợp hem bị ức chế, bị gián đoạn thì có nghĩa là cái quá trình tạo thành hemoglobin cũng sẽ bị gián đoạn. Và do vậy là trong cơ thể nó sẽ dẫn đến cái tình trạng thiếu máu. Thế và cái lượng trì trong máu tăng lên, và khi trì thâm nhập vào tế bào để ức chế các enzyme xúc tác quá trình hem đấy, vân vân đấy, thì ta đã vừa mới trình bày đấy. Và khi các cái cơ chất này nó dư ra thì nó sẽ thải theo nước tiểu, ta vừa trình bày. Thế thì định lượng cái delta la trong máu và trong nước tiểu thì chúng ta thấy đã có những cái biến đổi ngay ở giai đoạn đầu nhiễm trì, tức là mới bắt đầu nhiễm trì là cái đã có cái tình trạng xuất hiện các cái delta ala ở trong máu và trong nước tiểu. Và cái lượng này ấy, nó tăng tỷ lệ thuận với hàm lượng trì trong máu, tức là nếu mà chúng ta nhiễm càng nhiều trì thì cái lượng delta ala này ở trong máu và trong nước tiểu càng tăng, hay là nói ngược lại. Đối với tác hại đến hệ thần kinh thì cái tác hại này tùy thuộc vào cái thời gian tiếp xúc và nồng độ hơi trì, rồi cái bệnh não do trì thì bệnh nhân sẽ vật vã, dễ cáu giận, nhức đầu, run cơ, hoang tưởng, mất trí nhớ, rồi mê sảng, co giật, liệt và hôn mê. Từ trong những cái trường hợp tử vong thì thấy có phù não và biến đổi mạch máu. Nếu khỏi thì sẽ để lại di chứng nặng nhất là teo vỏ não, tràn dịch não, ngu độn, mất nhận biết cảm giác. Đối với hệ thần kinh ngoại biên, các chức vận vận động với tổn thương suy nhược và các cơ duỗi quá cảm hoặc mất cảm giác đau. Đấy thì chúng ta thấy là cái tổn thương đầu tiên là các cái tổn thương đối với cái hệ thần kinh. Rồi tác hại đến thận thì các ống thận bị tổn thương và khi sinh thiết sẽ thấy sơ hóa kẽ và các quanh ống thận lan tỏa. Thì nhìn chung là các cái tiếp xúc lâu dài giữa với trì thì lượng trì huyết lên quá 70 microgram trên 100 ml thì có nguy cơ dẫn đến bệnh thận mãn tính không hồi phục. Rồi tác hại đến cái đường tiêu hóa thì nó gây ra các cái cơn đau bụng trì. Nó là một cái báo hiệu sớm khá thường xuyên về nguy cơ nhiễm độc nặng hơn do tiếp xúc kéo dài. Thế thì chúng ta thấy rằng là ở đây nó có một cái cơn đau bụng trì thì nó cũng giống như một cái cơn đau bụng ngoại khoa, tức là nó cứ đau bụng nhưng mà không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên thì bụng thì mềm. Thế cái cơn đau bụng trì này thì thường là nó đi kèm theo cái táo bón. Thế còn tác hại đến tim mạch thì trong bệnh não trì, thẩm thấu mạch máu, thẩm thấu ở mao mạch tăng, động mạch thận biến đổi và sơ hóa, rồi tăng huyết áp, tác hại đến tim và chưa loại trừ được khả năng trùng hợp giữa nhiễm độc trì và cái viêm cơ tim. Thế các biểu hiện lâm sàng thì chúng ta biết là trong nhiễm độc trì nó có thể hiện hai cái loại nhiễm độc, một cái loại nhiễm độc cấp tính và một cái loại là nhiễm độc mãn tính. Thì
Thì đối với lại nhiễm độc cấp tính thì thường xảy ra sau khi hấp thu vài ml suacetat trì với các cái triệu chứng rối loạn tiêu hóa xuất hiện sớm và mãnh liệt, bỏng như bỏng thực quản, buồn nôn, nôn, đau thượng vị có kèm theo ỉa chảy hoặc không. Rồi tình trạng toàn thân thì suy sụp rất là nhanh chóng, lo lắng, mạch nhỏ chuột rút, co giật. Còn cái dấu hiệu viêm thận hoặc viêm gan thận thì chúng ta thấy các cái dấu hiệu đáy ít, protein niệu, đạm huyết tăng, vàng da và thường tử vong trước ngày thứ tư. Hay nếu khỏi thì thời gian hồi phục kéo dài. Đối với lại cái nhiễm độc mãn tính thì người ta thường chia ra làm 3 triệu chứng. Là các cái triệu chứng nhiễm độc có thể phục hồi được ở giai đoạn mới thấm nhiễm. Và thứ hai là các cái triệu chứng nhiễm độc rất rõ ràng và nặng. Và thứ ba là các cái di chứng mãn tính. Thế thì chúng ta thấy là cái đầu tiên chúng ta nói là cái có thể hồi phục được, tức là nó là mới là các cái triệu chứng nhẹ và có thể hồi phục. Thế còn đã cái loại sang các cái mức độ trung bình, nó các cái mức độ nhiễm độc đã rõ ràng và đã chuyển biến sang nặng. Và các cái triệu chứng thứ ba là các cái di chứng. Thế thì đối với là các cái triệu chứng sớm đáng chú ý, tức là chúng ta thấy các cái suy sụp về thể lực, mệt mỏi, ít ngủ, nhức đầu, đau cơ xương, rối loạn tiêu hóa và đặc biệt là táo. Thì nay chúng ta nói cái đau bụng trì nhưng mà nó lại đi với lại táo. Thường chúng ta thấy là cái đau bụng thường đi theo cái tiêu chảy, nhưng mà ở cái đau bụng trì thì nó lại đi kèm theo với là táo bón. Thế rồi các cái dấu hiệu đau dạ dày, ăn không ngon, các cái triệu chứng sớm này không đặc hiệu và có thể chữa khỏi. Đối với lại các cái triệu chứng cần chú ý thì chúng ta thấy là có da màu da thì tái, da mặt có thể tái sạm, nhưng mà ở đây nó người ta nói là do cái sự co mạch nhiều hơn là do thiếu máu. Thế rồi là các cái đường viền chỉ bút tông thì màu xám sẫm ở chân răng nơi tiếp xúc với lợi do đọng cái sun vừa chỉ ở lợi. Và cái đường viền chỉ thực ra chỉ là cái triệu chứng tiếp xúc do hấp thụ nhiều trì chứ không phải là do nhiễm độc. Thì đây chúng ta nhìn cái hình ảnh cái dấu hiệu răng viền trì, tức là ở cái phần lợi ở chân răng nó có cái dấu, chúng ta thấy cái màu xám này. Thế còn ở đây chúng ta thấy cái màu vàng đây thì chắc là ở cái bệnh nhân này là có kèm theo cái hút cả hút thuốc lá cho nên nó có cái màu vàng. Thế thì cơn đau bụng trì là một cái dấu hiệu khi tình trạng nhiễm độc nghiêm trọng, bệnh nhân đau bụng dữ dội, nhiều khi phải nằm co hay là ôm chặt lấy bụng và đôi khi ấn mạnh vào bụng thì lại làm giảm đau. Thì có thể đau ở khắp bụng hoặc là khu trú ở một vài vùng. Thì đã gặp nhiều trường hợp chẩn đoán nhầm là đau bụng ngoại khoa, nhất là các nhầm với lại các cái viêm ruột thừa. Thế đau bụng thường kèm theo nôn dữ dội và bao giờ cũng gặp táo, đó là dấu hiệu quan trọng trong cơn đau bụng trì. Vì đau bụng thường kèm theo ỉa chảy và thường không có sót. Có một số dấu hiệu kèm theo để chẩn đoán phân biệt với đau bụng ngoại khoa, tức là gì? Ở trong cái nhiễm độc trì thì thường là mạch chậm cứng, chứ còn đối với lại các cái đau bụng khác thì thường thì chúng ta lại thấy có mạch nhanh chứ ít khi mạch chậm. Rồi là huyết áp thì tăng và không co cứng bụng. Thế cái nếu mà đối với lại cái đau bụng ngoại khoa thì nó có cái co cứng bụng. Đối với cái này thì đau bụng nhưng mà bụng vẫn mềm. Thế cơn đau bụng trì thì thường có thể xuất hiện
trong 2 tháng đầu tiếp xúc. Rồi là cái việc mà uống nhiều rượu, hoạt động thể lực nhiều như chơi thể thao có thể làm phát cơn do sự huy động chỉ đột ngột từ xương và tuần hoàn. Thì đấy là ở đây người ta nói là gì? Lúc trước chúng ta đã nói đến cái việc mà chì nó vào trong cơ thể, ngoài cái gây nhiễm độc, nó có thể tích lũy ở trong các một số các cái tạng rồi các cái đầu xương. Thế thì nếu mà chúng ta vận động nhiều hoặc là uống rượu thì nó có thể nó cái huy động chỉ đột ngột từ xương vào trong hệ thống tuần hoàn, và nó cũng sẽ lại gây tiếp lên những cái cơn nhiễm độc khác tiếp theo. Cái liệt do chì thì là đặc trưng trong số các tổn thương thần kinh ngoại biên, bao gồm cái liệt thần kinh quay thể hiện là các cơ duỗi. Thế lúc đầu thì liệt tập trung vào các ngón giữa và ngón nhẫn, rồi sau đó lan ra các ngón khác. Lúc này có thể gặp hình ảnh bàn tay rủ. Thế ở chi dưới thì rất ít gặp liệt chi. Các cơ có thể bị tổn thương là cơ mác, cơ duỗi chung và cơ duỗi riêng các ngón. Thế liệt do chì là liệt vận động đơn thuần do tổn thương thần kinh và mất phản xạ gân, không mất cảm giác và không đau. Và liệt do chì thì xuất hiện muộn, vài năm sau khi thấm nhiễm và sau nhiều cơn đau bụng chì. Thế đối với việc hồi phục chậm và không hoàn toàn, có thể có teo cơ. Thì ngày nay các cái loại tổn thương này thì cũng rất hiếm gặp. Rồi các cái tai biến não là một biểu hiện đặc biệt nghiêm trọng. Bệnh nhân nhức đầu dữ dội, co giật động kinh, mê sảng, hôn mê, dễ tử vong. Hiện nay cái tai biến não rất hiếm thấy. Thì đối với viêm thận, thì viêm thận phát triển chậm, protein niệu nhẹ, rồi đạm huyết tăng và lên trên 0,50 gram trên lít. Nước tiểu có thể có hồng cầu, bạch cầu. Rồi các cái dấu hiệu về huyết áp cao. Thế và tiếp theo là các cái dấu hiệu về thấp khớp do chì, thì cũng có xuất hiện từng cơn đau các khớp lan tỏa nhưng mà không tập trung ở cuộc sống, cơn kéo dài vài ngày, còn có thể đau cơ, đau xương xung quanh khớp nhưng mà không sưng, không đỏ. Đấy thì chúng ta chú ý các cái để mà phân biệt đối với các cái viêm khớp khác. Thế để chẩn đoán thì chúng ta phải nhớ cho rằng là cái muốn chẩn đoán cái nhiễm độc chì thì đầu tiên chúng ta phải có yếu tố tiếp xúc, tức là môi trường lao động phải có cái nồng độ chì trong không khí cao hơn mức cho phép. Thứ hai là phải có các cái biểu hiện lâm sàng đặc trưng. Thế thì một loạt các cái dấu hiệu lâm sàng mà chúng ta vừa mô tả ở trên ấy, thì đương nhiên là ở đây là chúng ta chỉ học và chúng ta biết. Còn cái việc mà để mà chẩn đoán đối với bệnh nhân thì là thường bệnh nhân phải đến bệnh viện và đi kèm theo các cái xét nghiệm lâm sàng. Thế thì cái đối với cái xét nghiệm sinh hóa thì cái đối với lê trì ấy, thì nó cũng có ức chế một số các cái men ở trong hồng cầu, nó tạo ra các cái hồng cầu kiềm. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta phát hiện các xét nghiệm các cái hồng cầu kiềm cũng là một cái yếu tố chỉ điểm. Rồi các cái định lượng chì huyết đối với nhiễm độc cấp tính thì chì huyết lớn hơn 80 microgram trên 100 ml. Nhiễm độc mãn tính thì chì huyết lớn hơn 40 microgram trên 100 ml. Thế còn có thể xét nghiệm về xác định lượng chì niệu. Thực ra đối với cái lượng chì niệu thì nó việc làm trên nước tiểu 24 giờ thì trên 80 microgram trên 100 ml. Thế còn đối với là cái định lượng delta alanil như chúng ta đã phân tích ở cái
cái thành cái mục mà nó tham gia vào cái quá trình chuyển hóa, gọi là ức chế cái quá trình chuyển hóa tạo hem, và thứ nó dư ra cái cơ chất ở delta lan hiệu ala và thải qua nước tiểu, thì chúng ta xét nghiệm ở nước tiểu thì đương nhiên là nó có bốn cái cơ chất có thể thấy ở nước tiểu, nhưng mà chủ yếu chúng ta xét nghiệm cái delta ala hiệu. Thế trong chẩn đoán nhiễm đục trì vô cơ thì cần có các cái chỉ số, các cái chỉ tiêu sau. Tức là cái chỉ số delta lan hiệu tính bằng miligam trên lít lấy trong nước tiểu 24 giờ thì phải lớn hơn hoặc bằng 10. Và cái số lượng hồng cầu hạt kiềm tính theo tỷ lệ phần vạn so với lại số lượng hồng cầu phải lớn hơn hoặc bằng 10. Và cái chỉ số huyết cầu tố trong 100ml máu tính bằng gan thì phải nhỏ hơn bằng 11. Thì đấy là một. Còn đối với lại các cái biện pháp dự phòng thì chúng ta biết là cần áp dụng các cái biện pháp ngăn ngừa sự hình thành hoặc sự ô nhiễm bụi hoặc là hơi trì, rồi các cái quá trình nghiền đóng gói các cái hợp chất trì thì phải tiến hành tự động vận hành kín, phải có hệ thống thông hút gió, máy hút hơi bụi tại chỗ làm hoặc là chúng ta làm ẩm. Thế rồi trì và hợp chất trì có thể thay thế bằng những cái chất không độc hoặc ít độc hơn, như là hợp chất trì màu trắng thay bằng cái oxy kẽm. Thế thì ở đây là cái biện pháp kỹ thuật thì chúng ta thấy là những cái biện pháp rất quan trọng để cái ngăn ngừa và dự phòng. Và trong các cái biện pháp này thì chúng ta thấy là tốt nhất là thay thế được trì bằng các cái chất không độc hoặc là ít độc hơn. Khi đối với biện pháp y tế thì chúng ta phải tổ chức khám tuyển, không tuyển dụng những người thiếu máu, rối loạn gan thận, thần kinh, huyết áp cao, và phải khám định kỳ, cần khám hàng năm. Những nơi nào ô nhiễm bụi trì nhiều thì cần khám 6 tháng một lần. Thì chúng ta biết rằng là trong quy định khám sức khỏe cho công nhân và nhất là kiểm tra cái khám bệnh nghề nghiệp thì quy định tất cả các cái bệnh nghề nghiệp thì cũng giống như là các cái khám bệnh kiểm tra sức khỏe hàng năm là phải khám một năm một lần. Còn đối với lại các cái trong độc học, đối với lại các cái bệnh nhiễm độc thì thậm chí là phải khám 6 tháng một lần. Và cái khám này thì chúng ta không phải là khám như là cái khám sức khỏe bình thường, mà chúng ta phải làm các cái xét nghiệm mà như chúng ta vừa nêu trên đấy, tức là về công thức máu, về huyết cầu tố, về hồng cầu hạt kiềm, về định lượng delta lan hiệu. Những người có biểu hiện thấm nhiễm trì cần cho điều trị ngừng tiếp xúc và khi cần cho chuyển viện. Thì tại sao lại phải 6 tháng? Là vì chúng ta biết nếu chúng ta phát hiện sớm như chúng ta đã mô tả ở trên thì ở những cái giai đoạn đầu mới mắc còn ở thể nhẹ thì có thể hồi phục bình trở lại bình thường. Đấy, và chứ còn nếu mà chúng ta để lâu bệnh nhân chuyển nặng thì lúc đấy nó sẽ để lại những cái di chứng cho bệnh nhân. Thế còn đối với các biện pháp cá nhân thì công nhân tiếp xúc với trì phải được trang bị và sử dụng quần áo bảo hộ lao động, đội mũ đeo găng, phải tắm giặt thay quần áo sau ca lao động, cấm ăn uống hút thuốc lá nơi làm việc, giữ vệ sinh răng miệng. Và về phía y tế cần phải định kỳ đo nồng độ hơi trì, bụi trì tại nơi lao động. Thế thì chúng ta biết cái tắm giặt thay quần áo sau ca lao động tại sao lại như vậy? Là vì chúng ta biết là cái hơi trì, bụi trì nó có thể bám vào quần áo, bám vào tóc,
vào da, vào cơ thể chúng ta. Thế nếu chúng ta không tắm thay quần áo mà chúng ta cứ mặc quần áo về nhà, chúng ta rũ quần áo, cái bụi trì ở trong quần áo nó có thể nó lại bay ra không khí ở trong nhà, và có thể trẻ con ở trong nhà cũng có thể nhiễm trì từ những cái hình thức này. Thế và có những nghiên cứu người ta đã thấy rằng là có một cái tỷ lệ nhất định trẻ con của những cái công nhân làm ở những cái khu vực có trì, bụi trì, thì trẻ con ở gia đình cũng bị nhiễm trì. Thế còn đối với lại cái ăn uống hút thuốc lá cũng vậy, đây là một cái điều kiện chúng ta phải hết sức tuyệt đối cấm. Vì đây là chúng ta biết trì nó có thể đi qua đường tiêu hóa. Đấy. Và vấn đề đo nồng độ hơi trì, bụi trì tại nơi lao động là rất quan trọng. Bởi vì chúng ta có đo thì chúng ta mới biết được cái tình trạng ô nhiễm của trì để mà chúng ta có các cái biện pháp cần thiết. Đối với lại điều trị thì chúng ta biết là cái đối với nhiễm độc cấp tính thì chúng ta phải rửa dạ dày với các cái dung dịch nó có thể kết tủa trì dưới dạng sunfat không hòa tan như là natri sunfat hoặc là magie sunfat, hoặc là tiêm cái thuốc EPTA, rồi là cái chống sốc bằng tiếp nước qua tiêm truyền. Thế đối với lại nhiễm độc mãn tính thì chúng ta phải ngừng tiếp xúc và dùng cái thuốc thải trì ETA nếu có các triệu chứng lâm sàng. Cái ETA là cái thuốc thải trì có khả năng cố định trì và canxi và các cái calcium khác hình thành một phức hợp không còn ở dạng ion. Thế thì để tránh làm giảm canxi huyết thì người ta dùng ETA ở dạng muối tetraacetat, ethylene diamine, canxi và natri. Thế thì khi cái hợp chất này nó vào trong cơ thể thì trì sẽ thay thế canxi trong hợp chất ETA và một cái hợp chất mới được hình thành, và cái chất này hòa tan nhanh chóng thải ra ngoài thận. Cái tiêm tĩnh mạch thì ETA phân tán nhanh trong khắp cơ thể và loại qua thận, gần một nửa liều tiêm vào bị loại ngay ra trong giờ đầu và sau 7 giờ thì loại hết 90%, và trì cũng bị loại ra theo cái tỷ lệ như vậy. Thế cho nên đây cũng là cái thuốc thải trì rất là tốt. Thế dùng ETA trước khi định lượng trì niệu cũng làm cho việc chẩn đoán dễ dàng. Thế và cái ETA thường độc với thận nên khi điều trị phải chú ý những người có tổn thương thận thì phải theo dõi chức năng thận. Thế liều ETA sử dụng là 20mg kg trên kg thể trọng hòa trong 100-300ml dung dịch ngọt đằng trương. Thôi thì cái này cái quá trình điều trị thì cái này để chúng ta tham khảo thôi. Thì sau này nếu có sử dụng thì chúng ta nó có cái công thức điều trị. Thế ngoài cái ETA canxi natri thì nó còn có một cái loại cũng có thể sử dụng một cái loại khác, tức là cái depenicillamine cũng được dùng để mà thải trì nhưng mà kết quả kém hơn. Để điều trị triệu chứng thì đối với các cơn đau bụng trì thì dùng các thuốc chống co thắt, an thần và cũng có thể dùng prednisolone. Rồi cái tai biến não thì có thể dùng các cái barbituric chống tăng áp lực nội sọ bằng cái dung dịch ưu trương. Huyết áp cao thì dùng các thuốc hạ áp. Thế đối với lại liệt do trì thì tiêm strychnine liều tăng dần
kèm theo các loại vitamin B1, C, B6 rồi có thể kết hợp với châm cứu, vật lý trị liệu. Thế trước kia thì người ta cho rằng sữa có tác dụng chống độc, nhưng thực ra sữa không có tác dụng bảo vệ, ngược lại khi uống sữa ngay tại phân xưởng thì làm cho nguy cơ nhiễm trùng tăng lên và còn làm tăng độ axit dịch vị, do đó làm chỉ hòa tan trong dạ dày, dễ dàng hấp thu vào máu. Đấy, cho nên là lưu ý là chúng ta không uống sữa và nói chung là không nên ăn uống tại nơi sản xuất. Thế thì chì là một trong 34 bệnh nghề nghiệp. Thế cho nên là nếu mà nhiễm độc chì thì chúng ta được phép đi giám định để mà được cái bảo hiểm bồi thường cái tình trạng suy giảm sức khỏe. Thế thì cái thực hiện giám định thì nó có cái phụ lục 8 thông tư số 15 năm 2016 của Bộ Y tế ngày 15 tháng 5 năm 2016. Thế thì cái việc xác định bệnh như chúng ta đang nói phải dựa vào các cái tiêu chí chẩn đoán, tức là các cái hội chứng bệnh. Và sau khi điều trị, nếu bệnh để lại các di chứng thì có thể đưa đi giám định. Và những người được đưa đi giám định thì phải thuộc các cái ngành nghề có tiếp xúc với chì. Thế thì chúng ta biết rằng là tiếp xúc với chì thì mới được đưa đi giám định. Thế nhưng mà tuy nhiên cũng cái giới hạn tiếp xúc tối thiểu, thế tức là phải tiếp xúc trong thời gian bao nhiêu lâu thì mới được coi là cái nhiễm độc do nghề nghiệp. Chứ còn nếu mà cái thời gian nó không đủ thì không được coi là nhiễm độc nghề nghiệp. Thế thì đối với lại cái nhiễm độc cấp tính ấy, thì giới hạn tiếp xúc tối thiểu được xác định bằng một trong hai tiêu chí. Là tiêu chí thứ nhất là nồng độ chì trong môi trường lao động vượt quá giới hạn tiếp xúc ngắn theo quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành, hoặc là biên bản xác nhận tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp cấp tính theo quy định hiện hành. Thế tại sao lại phải một trong hai tiêu chí? Là vì chúng ta biết là đối với lại cái nhiễm độc cấp tính thì đôi khi nó giống như là trong những cái trường hợp tai nạn, nó xảy ra cái rò rỉ một cái lượng chì lớn trong cái môi trường lao động. Thế thì cái này không thể nào mà gọi là chúng ta đo bằng cái đo môi trường thường xuyên mà để mà phát hiện được. Thế thì còn nếu phát hiện được thì là tốt, còn nếu không phát hiện được thì chúng ta phải xác định bằng các cái biên bản xác nhận tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp cấp tính theo quy định. Thế tức là gì? Khi xảy ra những cái trường hợp này là chúng ta phải lập biên bản để xác định và có các cái cấp có trách nhiệm ký vào. Thế thì căn cứ vào cái biên bản này thì chúng ta cũng có thể được, nếu mà có những cái tổn thương trong cơ thể khi mà tiếp xúc trong cái giai đoạn này thì cũng được đưa đi giám định. Thế còn đối với lại nhiễm độc mãn tính thì cái giai đoạn tiếp xúc tối thiểu được xác định bằng hai trong ba tiêu chí. Tức là tiêu chí thứ nhất là tiếp xúc với chì trong môi trường lao động. Tiêu chí thứ hai là nồng độ chì trong môi trường lao động vượt quá giới hạn tiếp xúc ca làm việc cho phép theo quy chuẩn hiện hành. Và thứ ba là nồng độ chì trong máu trên 10 microgram trên 100 ml. Thế thì chúng ta biết là ở đây chúng ta thấy có một cái từ gọi là nồng độ chì vượt quá giới hạn tiếp xúc ca, và ở trên thì chúng ta thấy là có một cái nói là nồng độ chì vượt quá giới hạn
tiếp xúc ngắn. Thế thì chúng ta hiểu thế nào là tiếp xúc ca và tiếp xúc ngắn. Thế thì nếu mà chúng ta học, đã nói về cái học trong cái đầu phần độc học ấy, thì nó có cái giới hạn, cái tiêu chuẩn giới hạn, cái nồng độ chất trung bình, cái ngưỡng nồng độ trung bình trong môi trường lao động trong 8 tiếng. Có nghĩa là gì? Chúng ta trong một ca làm việc của chúng ta 8 tiếng, chúng ta lấy nhiều mẫu đo và chúng ta chia trung bình, và cái giá trị trung bình đấy phải không được vượt cái ngưỡng cho phép. Đấy. Thì đấy là gọi là cái giới hạn tiếp xúc ca. Thế nhưng mà cái nhiều lần đo đấy thì nó lại còn quy định một cái loại nữa là nhưng mà các cái lần đo thì cũng không được vượt quá một cái ngưỡng. Thì đấy, nó cái ngưỡng đấy nó gọi là cái tiếp xúc ngắn, cái giới hạn tiếp xúc ngắn. Có nghĩa là cái giới, chúng ta biết là cái nó có thể có dao động ở trong một cái ca làm việc, nhưng không được trong các cái dao động đấy không được có những cái lần đo nó vượt quá một cái giới hạn nào đấy. Vì nếu mà chúng ta biết vượt quá một cái giới hạn nào đấy thì chúng ta như ở trên chúng ta nói, nó chính là cái ngưỡng của cái giới hạn tiếp xúc ngắn và nó có thể gây ra cái nhiễm độc cấp tính. Thế còn cái giới hạn tiếp xúc ca thì thường là trong 8 giờ làm việc. Còn tiếp xúc ngắn thì có thể chỉ là một lần tiếp xúc là chúng ta đã nhiễm độc. Đấy thì chúng ta chú ý. Thế đối với cái nhiễm độc mãn tính thì thường là người ta nói đến cái giới tiếp xúc ca làm việc trong 8 tiếng, tức là không vượt ngưỡng. Còn nếu đã vượt ngưỡng của cái ca làm việc thì có nghĩa là cái môi trường bị ô nhiễm. Thế cái thời gian tiếp xúc tối thiểu, thế thì bệnh nhân làm việc như thế, tiếp xúc trong bao nhiêu thời gian thì được xác định là nhiễm bệnh nghề nghiệp. Thì đối với thể cấp tính là 2 giờ. Tức là gì? Đối với lại một cái bệnh nhân nào đấy mà chúng ta biết là cái nồng độ môi trường vượt quá cái ngưỡng giới hạn ngắn thì có nghĩa là thời gian nó phải trong vòng 2 giờ thì người ta mới xác định là nhiễm độc. Còn nếu mà chỉ 1 giờ chẳng hạn thì người ta, nếu mà bị nhiễm độc thì người ta tính là có thể do nguyên nhân khác, không phải do cái yếu tố các cái chất độc đấy. Thế và đối với thể mãn tính, thời gian tiếp xúc tối thiểu phải là 2 tháng. Thế còn thời gian đảm bảo, thế chúng ta hiểu thế nào là thời gian đảm bảo? Thời gian đảm bảo tức là thời gian mà tính từ cái lúc mà chúng ta bị nhiễm tiếp xúc, dừng tiếp xúc với lại các cái chất độc cho đến cái thời gian mà chúng ta phát bệnh. Thì đấy nó gọi là thời gian đảm bảo. Là vì có những cái dấu hiệu trong thời gian như chúng ta vẫn nói là nung bệnh với ủ bệnh. Thì ở đây thực ra nó gọi cái thời gian đảm bảo thì nó cũng gần tương tự như vậy. Đấy. Thế tức là đau bụng trì chẳng hạn. Thì sau khi dừng tiếp xúc trong vòng 30 ngày, nếu trong vòng 30 ngày mà xuất hiện các cơn đau bụng trì thì có nghĩa là cái đau bụng này là do nguyên nhân nhiễm độc trì. Thế đối với thiếu máu, nếu xuất hiện trong vòng 3 tháng thì nó là nguyên nhân do nhiễm độc trì.
Chúng ta nhớ nhé, tức là cái thời gian bắt đầu tính từ khi dừng tiếp xúc với lại cái yếu tố gây độc, ở đây là chì, cho đến khi mà phát bệnh. Đấy, thế thì đối với viêm ống thận là 1 năm, viêm cầu thận là 1 năm, các cái tổn thương khác là 1 năm. Thế thì đấy là một số vấn đề trong cái bài nhiễm độc chì. Thế thì chúng ta sẽ, các bạn nào hỏi không? Không thì chúng ta sẽ giải lao một chút, xong rồi chúng ta sang tiếp cái bài sau. Có bạn nào hỏi gì không ạ? Vâng, thôi thì các bạn giải lao đồ. Thầy hỏi là cái thời gian đảm bảo thầy là nếu mà trong trước 30 ngày có triệu chứng đau bụng thì là cho những độc trị, là sau 30 ngày trong vòng 30 ngày ạ, chứ còn tôi xin lỗi, tôi chưa giải thích kỹ, tức là còn sau 30 ngày trở đi mà nếu có đau bụng thì không phải do nguyên nhân chỉ, tức là người ta nói là cái thời gian đảm bảo trong vòng 30 ngày tính từ sau khi dừng tiếp xúc. Thế tức là khi chúng ta dừng tiếp xúc thì trong vòng 1 tháng, nếu mà trong vòng 1 tháng chúng ta xuất hiện cái dấu hiệu đau bụng thì chúng ta nói rằng đây là cái dấu hiệu đau bụng chì do nhiễm độc chì. Còn nếu sau 30 ngày, ngày thứ 31, 32, 33 trở đi mà xuất hiện đau bụng thì chúng ta loại trừ đây là những cái nguyên nhân khác, không phải là nguyên nhân do chì. Rõ chưa? Cảm ơn thầy, em hiểu rồi. Và nếu không có chúng ta nghỉ 10 phút nhé.